Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm thanh khoản cho cặp BLB và TVKT. KTV sẽ thao tác trên điện thoại smartphone và trên ứng dụng ví chớp wallet. Thì ở đây, quý vị phải để sẵn một cái số lượng BNB và TVKT. Đây, BNB Smart Chain BEP20 và Chớp Wallet BEP20 này. Ok, bây giờ quý vị vào cái trình duyệt này. Quý vị vào cái ở ô tìm kiếm đây này. Quý vị hãy nhập địa chỉ nạp pancakeswap.finance này. Thì lần đầu quý vị đăng nhập vào, nó sẽ yêu cầu quý vị kết nối. Ok, đây ở đây KTV đã kết nối cái ví chớp với lại PancakeSwap rồi này. Quý vị để ý cái menu đây này, phía bên trên góc tay phải này. Rồi quý vị chọn chain này. Chain. Quý vị chọn liquidity đây này. Rồi quý vị chọn tiếp là add liquidity này. Quý vị hãy chọn cặp BNB và TVKT này. Ở đây KTV sẽ nhập cái số lượng BNB. Rồi. Quý vị chọn subnine này. Quý vị chọn confirm subnine để xác nhận này. Rồi quý vị chọn gửi để xác nhận một lần nữa này. Ok, nó đang pending, quý vị chờ một chút này. Rồi ok, nó đã báo thành công này. Rồi bây giờ quý vị vào trang chủ này. Quý vị chọn tiếp menu này. Quý vị chọn farm này. Quý vị tìm đến cái cặp TVKT BNB mà quý vị vừa thêm thanh khoản vào đấy. Đây. TVKT BNB này, quý vị chọn select này. Rồi, quý vị chọn dấu cộng này. Đây, quý vị bấm vào dấu cộng này. Quý vị chọn tối đa đi. Rồi, quý vị bấm xác nhận này. Rồi quý vị chọn gửi này. Rồi quý vị chờ xác nhận. Ok. Rồi. Vậy là KTV vừa chia sẻ với quý vị cách để thêm thanh khoản cho cặp BNB và TVKT trên mạng BEP20. Thì quý vị farm cái cặp này thì quý vị sẽ nhận được cái token là cách. Và quý vị lưu ý, video này KTV chỉ mang nội dung chia sẻ thông tin, quý vị không nên xem đây là kênh đầu tư vì farm rủi ro rất là lớn, bởi cái độ chênh lệch giá nó lên xuống thứ nhất, và thứ hai là nhất là các token mới scam rất là nhiều. Ok, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.